chào khán giả nghe. Bây giờ từ sáng giờ mình đi du lịch Thới Sơn, bây giờ bắt đầu mình ra, mình xuống ra tàu để mình đi đi về nha, để quay lên cho khán giả cùng anh chị các bạn mình cùng xem cho vui nha. Bây giờ là đi ở dưới nha, mà sáng thì mình đi dưới sông á thì nước cạn, bây giờ nước đầy nên chạy rất là mát. Bạn
tới bến rồi, tới bến rồi mình lên mình đi về về quê hương Tiền Giang. Bạn trả lại cái đền lúc mình vào đấy rồi kìa, không vào mua chặt người đấy đúng không? Không, phải bỏ ra. Sang mình lên tới bến rồi, mình vô bến mình đi lên thẳng, mình đi xuống tàu mình đi về Tiền Giang. Rồi mình lên tới tàu rồi mình đi lại tàu rồi mình về nha khán giả. Ghe đưa mình lại tới đây rồi bắt đầu mình đi lên đón tàu, tàu chở mình về rồi. Giờ mình lên bến tàu rồi mình đi xuống tàu mình đi về Tiền Giang. Tàu mình đi về Tiền Giang. Tiền Giang quê tôi tình thương thắm ngọt nghĩa tình. Quá giờ là đẹp dữ lắm ạ. À. Thấy đi giờ đẹp mà. Biết lên. Giờ khách đi về khán giả, khách đi du lịch giờ đi xuống xuống tàu, bắt đầu xuống tàu đang về á. Giờ mình qua cái đảo đó hả? Mình đang qua cái cầu Lăng. Giờ bắt đầu xuống tàu mình về là khán giả. Tàu bị nước cạn rồi. Nước cạn rồi. Mình đi tàu nào đâu ta? Tàu số 35. Tàu số 35. Dạ.